cả nhà nha. Ừ. Thằng Hải Ca bữa hổm nó chơi em, nó kêu con nhỏ nào về kêu có bầu. Thôi anh con nè. Ừ. Bao thai thôi. Gì vậy ông nói? Nó kêu nó có bầu của con rồi, con à. Nó kêu nó có bầu con rồi, con à. Làm sao không chết, hai tới em đụm lại nó. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chạy nhanh chú Bảy. À đây, ra 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 ra. À nó trốn qua đây nè. Chạy ra con. Đây. Vốn nhà lên gố nè. À gì gì trời. Mày đó. Ai da, ai da. Trốn rồi đâu hả? À, à, à. Trốn rồi đâu. Chết được. Qua rồi người ta làm cái mẹ nó trốn nó đi nè. À, làm gì quýnh đi trời. Kìa có bầu không mày? Thùng nha, có bầu hả? Qua luôn chơi. Chứ có ai làm gì đâu. Đó, bỏ đâu. Ồ, chạy hả mày? Chạy hả? Con chạy đâu chạy? Làm như con tội đồ hay gì mà. Không tội. Chắc quýnh chưa? Người ta làm mình bỏ mình đi chơi. Rồi đó, dí con siêu. Làm gì có ai làm tội gì đâu rồi bắt dí con dưới trời. Rồi dắt con nào về kia có bầu. Thì con bên cam này nó về kiếm hai bọn kiếm em đâu. Có bầu, có bầu nó mạo hiểm hả? Ai biết thì nó kêu bầu sơn có bầu gì đó ai biết. Đây ai nói gì bà Hương cũng tin hết. Nó nói cái tin mà cái lôi đầu người ta ra. Nó bụng chè vậy đó. Khoái chứ không phải rồi, khoái cháu nội hả? Khoái cháu nội gì? Bụng tới đây rồi trời ơi. Ai biết ở đâu? Cả ai mà có bụng bự là bỏ phái hà, phái cháu nội lắm. Tự nhiên làm mà làm gì lâu đầu như lai trời. Gặp quá ha, mày kiếm kèo mày chơi này chơi gì kia. Hôm nay tao làm mày chết mẹ. Mày có mày vô lương hả? Ngu đã mày vô lương mày núp hả? Thì vô lương thì vô chơi bữa này bữa. Chứ làm đâu vậy? Làm ở nhà xong rồi mày chơi. Bỏ cái tập hay không? Không phải ta. Con làm đâu bỏ tập chơi. Bỏ nó cái sẵn lộn mày bỏ nó. Trốn rồi mày chạy hả? Sao mày? Chạy đâu khỏi hết rồi. Con làm đi đâu chạy? Mặt con. Ngồi yên vậy đó. Cái sẵn nào đừng có chạy, chạy là nó quýnh mày chết luôn. Con đường đường chính chính à, kêu con chạy. Đường chính chính không? Chính chính. Đường chính không? Trời trời. Vậy đâu mà làm gì quýnh con chứ chạy. Chạy quýnh mày. Quýnh mày chết luôn á. Trốn nhà mày đi. Mày báo rồi mày trốn nhà mày qua thằng Lương ở bên là Lương nó đuổi mày ra. Thì kêu qua chơi xíu thôi chứ gì đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết trôi. Ê, giỡn mày. Trời ơi, con quái nó nữa, nó chết rồi. Con quái nó nữa, nó chết rồi. Trời ơi, cát đắp vô lỗ tai nhỏ rồi, chết rồi. Xỉu rồi mẹ, xong rồi. Ông nó lên rồi, mày đứng đó mày la là. Thôi cho nó xỉu đi. Trời ơi, có thằng nhân viên không? Có đống cát không à, làm đống gì xỉu. Đi xỉu. Cát vô lỗ tai chết mẹ nhỏ rồi. Chết luôn. Chết luôn. Con nữa xỉu rồi mà đứng đó mà còn xô đẩy. Thì nó xỉu. Nó xỉu rồi nè. Thôi thì thôi mà đảo con. Xỉu. Mà chỗ khác thì tôi coi nó coi vậy sao mà sang ra. Thôi em chạy coi anh hai. Xỉu rồi nè. Chỗ vậy. Chỗ vậy mày. Xỉu rồi thì dính mày mà còn xô cho nó. Xỉu cất chị cái mạng lắm mà đảo đi mà nổi. Chết thì nổi còn gì nữa. Xỉu đi chị. Xỉu rồi mà còn dính rồi. Mày nói giòn làm gì? Thứ con trâu yếu xìu vậy? Mặt nó bụng mà. Trời ơi, không ngồi. Nó nặng. Sao đi khiêng vô nhà không khiêng mà bà đem dục lên đống cát nữa vậy? Đống cát có nước, nó mát. Nó xỉu mà xỉu. Nó xỉu rồi mà ơi nó mà. Nó mập chứ nó bụng lắm. Đó, cho nó nằm vậy nè.
thôi mẹ nước rồi nước rồi người ta mới chọi có con cái xỉu à. Ủa ngất gì nè sao ba xỉu thiệt kìa nó xỉu rồi mà hai con giỡn mày lấy xe chở đi, lấy xe chở đi. Mày chi ngu mày. Rồi. Hai cho con mày ngu trai. Cứ đúng chát mày không xỉu. Qua bệnh nhậu quá đói xỉu nè. Nó mập nó bụng gần chết. Ê đi bắt xe chở đi chị. Ơi. Ê, lấy xe ôm chứ không? Điện thoại đâu rồi? Điện thoại điện thoại ôm coi. Trời ơi lẹ đi, rinh nhỏ về kêu xe chở. Lấy xe dầu coi, có xe dầu ôm cho nó đi. Nó xỉu rồi ba. Kiếm xe dầu đi, xe dầu đi. Ê, nghe mày. Chó nó giỡn kì vậy? Không giỡn nha, đồ chơi này không có giỡn nha. Cái xe bồ. Đâu mẹ. Không. Ê. Mày đụng cái xỉu chạy. Đâu có làm như cậu bút thấy vô qua gì á. Ê. Sức lên đây, sức lên đây. Đã nó nhỏ xỉu rồi hả? Nó ra lẹ lên. Giật tóc mai cho nó. Có miếng tóc nào đâu giật tóc mai. Đã nó nhỏ xỉu rồi hai cha con. Vui quá. Xỉu rồi đó hả? Xỉu rồi đó hả? Hả? Đã quýnh dưới vậy chạy. Mày làm đi chết rồi hả? Con xỉu. Nuốt dầu rồi mẹ ơi. Ta xuất ra nữa mày nuốt. Dạ bộ xỉu rồi mẹ, sao rồi? Nuốt xỉu gì đâu. Mẹ mày thằng cha mày. Tưởng như gà vậy, xỉu phun nước tỉnh. Con. Rồi đó con nhỏ xỉu nằm. Bốc báo rồi mày. Ai báo gì đâu trời. Nằm cho coi, cho teo không thấy hả? Quăng đống cát mà xỉu. Như quăng đống đá vậy. Có sao không? Sao có gì đâu sao? Cái tay nó quăng đống để gặp chứ đó quăng đống cát. Đói quá. Đó. Ngày này về mẹ nấu cho ăn nữa nè nghe. Rồi. Mì đi cho nó đỡ. Thôi. Quá ăn cháo đi cho nó. Trời đất ơi, đồ mình đi làm chết mẹ gì vậy? Con mẹ đi làm nghe. Ở cơm cơm mẹ nấu cho ăn. Xỉu chưa? Tôi xỉu. Mà xỉu câu giật ông. Nó xỉu hụt tiếu à. Hụt tiếu nghe. Tài đánh ông chết nó xỉu. Hai cho con. Rồi sao? Về nói không hai kè về. Thôi khỏi rồi bộ mày. Về đi không nói đâu buồn. Cộng lên hai. Trời ơi. Đứng nó bị lớn thì lỡ đó. Lên đây tôi cộng nha. Thôi mày cộng nữa. Nó mà đẩy xe để lên xe gùa đẩy không thấy gì ở nữa mà. Được rồi. Sao? Lên dây tôi cổng nha. Ờ mẹ cổng cho nói. Lấy xe gùa ra. Chứ cha con không cổng rồi sao giờ. Nay cổng về. Trời ơi. Đừng có anh hai gì sợ ở đây. Dắt dạ. Gái gì kêu có bầu nữa. Người ta hả? Giỡn thôi mà. Nay mệt thiệt nè. Em về đi nay. Khổ không? Bị nó cho nó nhà chè gì? Hay là muốn quýnh, tao quýnh một bên nữa cho lỡ cái lỗ mũi. Rồi đang lỡ mũi không cổng rồi đâu. Có cổng nữa không? Rồi có. Cổng rồi lên, cổng lên. Nó về rồi nấu miếng cháo cho nó ăn. Cháu, trời ơi, làm gì nó ăn cháu. Đói quá rồi, giờ mày. Đói. Cổng lên đây, cổng xuống rồi, chứ đi hết nữa. Báo nữa. Là mèo nè. Nó ra. Cổng à. Cô vô. À, trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Cổng. Con cháu ơi Để ông ngồi mày chứ gãy xương. Ôi dạ. Ôi ngồi mình mãi nè. Anh hai ở đâu tới ụt tới chứ mày không kêu tao mi. Quýnh sao mà kêu được. Đó.
Ok mọi người, thì Hải ca bên anh Lương ngố về cả nha. Tính nhìn nhịn đây phá mày Hương mà bị anh hai chụp đầu quýnh ra, té cắm đầu cũng đất luôn. Trời trời. Thôi bây giờ về nhà tắm rửa ăn cơm với cả nha. Rồi kiếm gì cho anh tiếp nha. Đó thì thôi bây giờ tạm biệt tất cả mọi người. Ây da, cái cửa đè đau quá. Bye bye nha.